Bạn có biết là Spa Room đã có group dành cho người trong môn nghề chưa? Đây là nơi bạn được thỏa sức học hỏi và chia sẻ kỹ năng, được gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện và tâm sự chuyện ngành, cùng vô vàn những điều hấp dẫn đang chờ đợi bạn. Hãy tham gia group ngày hôm nay. Gen Z, thế hệ được sinh vào khoảng thời gian từ năm 1996 cho đến năm 2012. Đây là thế hệ đầu tiên hoàn toàn lớn lên với Internet và Smartphone, nên đây là một thế hệ có trải nghiệm khác rất nhiều so với các thế hệ trước. Dù sinh ra với những đặc điểm khác biệt, tràn đầy những điểm mạnh, nhưng mà Gen Z không nhận được đặc ân nào khi cũng phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng chung của thế giới như là chiến tranh hay là khủng hoảng tài chính. Và thậm chí, thế hệ này đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng hoàn toàn khác, đó là khủng hoảng căn tính cá nhân. Thế hệ này đang mải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: tôi là ai? Tôi sinh ra trên đời có mục đích gì? Đâu sẽ là cửa thoát hiểm cho Gen Z? Mời các bạn lắng nghe qua bài viết Cuộc khủng hoảng căn tính và Gen Z của tác giả Vũ Nguyễn 66 qua giọng đọc của Nam. Căn tính cá nhân và khủng hoảng căn tính. Căn tính, identity, là bản sắc, bản vị của một người hay một vật thể. Mỗi người chúng ta đều có một bản sắc riêng, được gọi là căn tính cá nhân. Hay nói cách khác, căn tính là cách để phân biệt bạn với những người khác, là những đặc trưng để nhận diện bạn trong đám đông. Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, PIP, căn tính gồm hai phần chính: tập hợp những đặc điểm cá nhân gồm hình thể, tâm lý và cách tương tác với những người khác; tổng hòa các cơ sở thuộc xã hội như dân tộc, tôn giáo và các vai trò xã hội. Theo nhà tâm lý học xã hội Baumeister, căn tính là những nhận định mà một cá nhân đưa ra về bản thân chính mình. Những định nghĩa này có thể sắp xếp vào 3 khía cạnh. 1. Khía cạnh cá nhân, vai trò và những mối quan hệ. 2. Khía cạnh tiềm năng, những viên cạnh bản thân mà người đó muốn trở thành. Và 3. Khía cạnh giá trị, những tín niệm và sự ưu tiên trong cuộc sống. Một cách nói đơn giản hơn, căn tính được xây dựng từ những trải nghiệm, mối quan hệ, niềm tin, giá trị và ký ức của mỗi con người. Theo từ điển Oxford, Identity Crisis, khủng hoảng căn tính, được định nghĩa là một dạng khủng hoảng tâm lý xảy ra khi cảm nhận của một người về bản thân mình trở nên không vững chắc, bị lung lay bởi vô số các yếu tố bên ngoài như sự thay đổi hoàn cảnh sống, vị trí xã hội, tuổi tác và mối quan hệ. Khái niệm này đến từ nhà tâm lý học phát triển Erik Erikson. Ông đưa ra học thuyết cho rằng có 8 giai đoạn phát triển tâm lý trong cuộc đời. Mỗi giai đoạn sẽ xuất hiện sự khủng hoảng, đòi hỏi chúng ta vượt qua một cách lành mạnh để phát triển nhân cách của mình. Và cuộc khủng hoảng này thường xuất hiện vào giai đoạn thứ 5, khoảng từ 12 đến 15 tuổi. Giai đoạn này, bạn lo sợ với tất cả những giá trị mà bản thân mình có, những giá trị đã được xây dựng trong quá trình trước, và hàng loạt các câu hỏi như: tôi là ai? Tôi muốn trở thành người như thế nào? Những điều mà bản thân đã biết có đúng hay không luôn thường trực trong đầu bạn. Nếu bạn đang tự hỏi bản thân những câu hỏi tương tự như vậy hoặc lo sợ về tương lai vô định thì chúc mừng bạn, bạn đang đặt chân tham gia vào cuộc khủng hoảng. Nhưng cũng đừng quá lo sợ, giai đoạn này rất đặc biệt. Khủng hoảng căn tính không đáng sợ. Từ khủng hoảng khiến chúng ta cảm thấy rất to tát và sự sợ hãi bắt đầu nhăn nhóm trong lòng. Nhưng nó không đáng sợ như những gì bạn nghĩ đâu. Khủng hoảng căn tính là chướng ngại tất yếu bạn phải vượt qua trong quá trình phát triển bản thân. Thông qua đó, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về bản thân mình cũng như hình thành được tính cách riêng. Khủng hoảng căn tính có thể diễn ra vào bất cứ giai đoạn lứa tuổi nào trong cuộc đời. Vì thế, bạn đừng cảm thấy cô độc và lo sợ khi nhìn vào những người bạn đồng trang lứa, họ đang không mảy may lo lắng vào tương lai hay họ đang ngày một phát triển, đạt được thành tựu trong một số lĩnh vực. Khi bạn tâm sự những điều trăn trở trong lòng và lời hồi đáp lại chỉ là những câu nói tương tự như: do suy nghĩ quá nhiều thôi, lại lo xa rồi, bạn đừng quá bận lòng về những câu nói vô thưởng vô phạt như vậy. Đó chỉ là biểu hiện sự khác nhau giữa 4 nhóm căn tính và bạn cũng như những người khác không chung một nhóm mà thôi. Khủng hoảng căn tính không bỏ qua bất cứ ai, kể cả những người được coi là thành đạt, có chỗ đứng và thành quả tại một số lĩnh vực trong cuộc sống. Khi các khía cạnh của căn tính được thiết lập theo thế kiền ba chân, mà chỉ cần một chân dài thêm hay ngắn đi, chúng ta có được những trải nghiệm mới, đón nhận những giá trị mới, thậm chí là trái ngược hoàn toàn với những giá trị mà chúng ta đã xây dựng được trong giai đoạn trước, tạo ra những xung đột. Chúng ta bắt đầu cảm thấy khó thích nghi với vai trò thay đổi của mình trong gia đình và xã hội xung quanh. Khi đó, chúng ta đối mặt với cuộc khủng hoảng căn tính.
sẽ chẳng thiếu những câu chuyện như một anh chàng hay cô gái chạm ngưỡng 30 tuổi với 5, 10 năm kinh nghiệm tại một số lĩnh vực bỗng nhiên nghỉ việc và bắt đầu một công việc mới chỉ vì trải qua sự cố trong công việc hay bỗng dưng một ngày họ nghĩ đến việc nghỉ việc. Có muôn vàn nguyên nhân dẫn đến kết cục này, nhưng điểm chung của họ chính là có những câu hỏi như: mình có thực sự cần công việc này hay không? Hay đây có phải là con người mình muốn trở thành? Đây liệu có phải là cuộc sống mà mình muốn sống? Trạng thái căn tính cá nhân. Theo James Marker, một trong những nhà nghiên cứu mở rộng tâm lý học phát triển, thì có 4 nhóm căn tính cá nhân được đúc kết qua phương pháp phỏng vấn đo lường danh tính. Phương pháp này xem xét 3 lĩnh vực hoạt động khác nhau, gồm vai trò nghề nghiệp, niềm tin và giá trị bản sắc giới. Theo mô hình này, các trạng thái được xây dựng dựa trên 2 trục: khám phá và cam kết. Người có mức độ cam kết cao biết rõ mình là ai và có niềm tin mạnh mẽ vào lựa chọn của mình và ngược lại. Tương tự, trục khám phá cho biết mức độ chủ động trong việc đặt câu hỏi về bản thân, đi sâu vào nội tâm và đưa ra sự lựa chọn của người đó. Điều đặc biệt, mỗi người có thể trải qua cả 4 trạng thái của bản sắc cá nhân hoặc chỉ ở mãi một trong 4 trạng thái trong suốt cuộc đời mình. Điều này có được do sự tác động từ bên ngoài và sự phát triển của bên trong. 1. Identity Diffusion, căn tính mờ nhạt. Sự cam kết và khám phá của trạng thái này đều ở mức thấp. Những người trong trạng thái này không có khái niệm rõ ràng về cái tôi cá nhân, vai trò của mình trong xã hội và không có những hành động khám phá các lựa chọn của mình. Họ nổi trôi qua ngày và trì hoãn việc đối mặt với những câu hỏi từ cuộc sống. 2. Identity Foreclosure, căn tính định sẵn. Với trạng thái này, cá nhân đã có thể cam kết về nghề nghiệp, quan điểm hôn nhân hay hệ giá trị, nhưng những lựa chọn này được họ tiếp nhận một cách máy móc, có thể từ rất sớm từ cha mẹ hay những người có quyền lực khác trong môi trường sống của họ. Chúng không thực sự là của chính họ, họ đã chấp nhận chúng mà không đi qua một quá trình khám phá và thử nghiệm. 3. Identity Moratorium, căn tính đình hoàng. Người ở trạng thái này có mức độ khám phá cao nhưng cam kết lại thấp. Đây chính là nhóm mà thế hệ Gen Z chiếm số đông. Gen Z luôn đề cao việc tự ý thức bản thân và thấu hiểu bản thân. Trên con đường đó, họ chọn cách trải nghiệm nhiều hơn để tìm hướng đi của chính mình. Chính vì thế, họ dễ dàng bị đánh giá là lông bông, không làm việc nào đến nơi đến chốn, trong khi độ tuổi ngày một cao. 4. Identity Achievement, căn tính đạt thành. Đây là một trạng thái lý tưởng nhất của căn tính. Tại đây, cam kết cùng mức độ khám phá đều ở mức cao nhất. Người nằm trong trạng thái này đã biết được giá trị, niềm tin nào là quan trọng nhất đối với mình và xác định hướng đi để đạt được những mục đích mà bản thân đã đề ra. Đây là kết quả tất yếu của quá trình trải nghiệm nhiều lựa chọn khác nhau. Căn tính này là mục tiêu của mọi người. Khi đạt trạng thái này, bạn sẽ trở thành một phiên bản duy nhất của chính mình, không hề có phiên bản thứ hai. Đạt được trạng thái căn tính này, mọi người chuyển tiếp sang một giai đoạn tiếp theo đúng nghĩa của từ đó. Đó là trưởng thành. Gen Z và những nỗi đau. Thế hệ Gen Z là thế hệ được sinh ra trong thời kỳ phát triển thuận lợi. Gen Z được trao tặng những lợi thế có được từ thế hệ đi trước, gần gũi nhất là nền tảng kinh tế và tri thức. Những tưởng đó là bàn đạp giúp cho thế hệ này trở thành thế hệ nổi bật. Nhưng ngược lại, nó lại khiến cho thế hệ này trở thành một thế hệ dễ bị tổn thương. Gen Z đang bị kẹt giữa những yếu tố để xây dựng nên căn tính cá nhân. Thế hệ Gen Z có tâm lý chung muốn chứng tỏ bản thân, luôn mong có thể đạt được mục tiêu của chính mình, cho nên họ nỗ lực quên mình. Thế giới đang chuyển mình, chuyển từ thế giới phẳng sang thế giới nhanh. Điều này đã tác động trực tiếp lên tâm lý của thế hệ này. Họ cho rằng chỉ cần bản thân mình dừng lại chỉ là một giây phút, cũng khiến mình tuột lại phía sau. Thiết bị công nghệ đã giúp cho các bạn trẻ có thể tìm hiểu nhiều kiến thức hơn, cập nhật thông tin nhanh nhất và được đa dạng về màu sắc. Nhưng chính những điều này cũng khiến cho các bạn bị ngợp. Ngợp trước những thông tin mà bản thân mình có được, ngợp trước thành tích của những người xung quanh. Để rồi, bạn cứ ngỡ ai cũng sẽ phải trở thành một hình mẫu lý tưởng nọ mà không biết được rằng bản thân mình đang dần dần bước vào căn tính nhận sẵn, đi một đôi giày không phải là của mình. Vô hình chung, điều này đã tạo cho thế hệ này một áp lực tâm lý,
áp lực về sự thành công và cả áp lực về sự tự ti về những gì bản thân đang có. Bên cạnh đó, nhờ có khoa học công nghệ phát triển, thế hệ trẻ đang mất dần khả năng kết nối trực tiếp với mọi người xung quanh. Cuộc sống của họ gắn liền với giao tiếp ảo. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ ràng buộc. Khả năng giao tiếp trực tiếp và kết nối kém, khả năng ngôn ngữ giảm, các chứng liên quan đến tâm lý dần xuất hiện. Áp lực thành công và sự đóng khung của những người kề cận là trở ngại mà thế hệ Gen Z phải chịu đựng trong quá trình xây dựng căn tính. Thế hệ Gen Z đón nhận sự đầu tư và chăm sóc hết mức từ các mối quan hệ kề cận. Những chuẩn mực được sinh ra và Gen Z phải sống trong những chuẩn mực đó và nỗ lực hoàn thành chuẩn mực như một sứ mệnh mà bản thân phải làm để chạm tay đến với thành công. Việc không đạt được những mục tiêu đó được phán xét là kẻ không ra gì, hay thậm tệ hơn, trở thành đứa con hoang đàn. Những yếu tố tốt đẹp tưởng chừng đã tạo cho Gen Z một nền tảng đạt được những thành công vượt trội hơn thế hệ trước. Nhưng không ngờ, những điều này lại khiến cho Gen Z trở thành bản sao của rất nhiều người, đang đi một đôi giày không phải của bản thân. Và đến khi cuộc khủng hoảng căn tính diễn ra, họ hoang mang để thoát khỏi, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Cuộc khủng hoảng căn tính và Gen Z. Khi Gen Z nằm trong căn tính định sẵn, đây sẽ là hình mẫu của rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay muốn con của mình trở thành. Học giỏi, tốt nghiệp tại trường top đầu và từng bước trở thành con người thành đạt. Hoặc chí ít, trở thành người giống với khuôn mẫu mà mỗi ông bố bà mẹ tự định ra cho con cái mình. Những người nổi tiếng và thành công trên mạng xã hội ảnh hưởng đến họ. Những thành tựu vật chất của những người nổi tiếng trở thành mục tiêu phấn đấu của những người trẻ. Họ đón nhận nó như là mục tiêu của bản thân mình mà không cần lý giải hay trải nghiệm. Một lúc nào đó trong cuộc đời sẽ khiến cho bạn trẻ cảm thấy mình đang sống một cuộc đời xa lạ. Bản thân bị lạ lẫm trong chính con người của mình bởi những trải nghiệm thực tế mà chính bản thân mình gặp phải. Căn tính định sẵn chuyển dần sang căn tính đình hoàng, mở đầu cho cuộc khủng hoảng căn tính. Số ít những người trẻ nhận thức được nhưng lại không có nhu cầu thay đổi bằng những cam kết mới. Có thể vì sợ, hoặc cũng có thể sợi dây đến từ các mối quan hệ thân cận kéo căng họ. Nhưng trải dịch chuyển dần dần trở thành căn tính mờ nhạt. Một số không nhỏ khác, họ nhận định được nhưng lại không có cách nào thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng căn tính. Các mối quan hệ gần gũi trở nên căng thẳng, thông tin tràn lan trên mạng quá nhiều nhưng thực tế áp dụng đều không hiệu quả. Rất nhiều người trẻ chọn cách dừng lại bằng việc tự tử. Theo thống kê gần nhất của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ PIP, thì chỉ có 45% Gen Z hiện đang ở trạng thái tâm lý tốt và ổn định. Đâu sẽ là lối thoát cho những người trẻ khi phải đối diện cuộc khủng hoảng này? Phần còn lại của Gen Z, họ đang chọn đối chọi lại với mối quan hệ thân thuộc và chọn con đường đi tìm hiểu bản thân mình là ai, mình muốn gì trong cuộc sống này. Họ bắt đầu con đường đi tìm câu trả lời bằng việc sống một cuộc sống nặng về khám phá và có cam kết yếu. Nhưng chính việc cam kết thấp lại là bất lợi dành cho giới trẻ. Các bạn trẻ trong nhóm này không dễ tuân thủ, phục tùng và có một cảm nhận ổn định của bản thân. Cuộc sống dễ rơi vào trạng thái phóng túng, tùy hứng và tạo ra sự thoải mái quá đà, dẫn đến việc trái ngược và vượt ra khỏi giá trị phổ quát của xã hội. Cùng với đó, việc khám phá trong một thời gian dài cũng khiến các bạn dễ dàng bị nghiện cảm giác đó mà bỏ quên mục tiêu của việc này là gì. Vậy đâu sẽ là lối thoát cho những người trẻ trên con đường đi tới căn tính thành đạt? Gen Z và lối thoát. Nghe đến đây, các bạn có thể đã thấy được hình bóng của bản thân mình, những câu chuyện của chính mình đúng không? Những điều bạn tưởng chừng như là lợi thế của bạn là dễ dàng giết chết chính cuộc đời của bạn. Vậy lối thoát dành cho bạn ở đâu? Đối diện với cuộc khủng hoảng căn tính. Điều tiên quyết để có thể chạy thoát khỏi đây chính là đối diện. Đối diện để chấp nhận nó như là một phần tất yếu trong cuộc đời bạn thay vì chạy trốn. Nó chẳng có gì đáng sợ, chỉ là khoảng thời gian khiến bạn sống chậm lại để chuẩn bị chạm tới một cột mốc mới trong cuộc đời. Trưởng thành. Tiếp theo, bạn chẳng có trách nhiệm phải sống cho bất cứ ai. Bạn chỉ có thể sống cho bạn bằng cuộc đời của chính bạn. Bạn phải nhớ rõ kịch bản của đời mình. Bạn không phải là tập tiếp theo của bố mẹ, không phải phần một của con cái, càng không phải ngoại truyện của bạn bè. Những câu trả lời khác mọi người, khác với những giá trị mà bản thân bạn đã biết, không nói lên sự bất ổn của bạn. Nó chỉ chứng tỏ một điều, bạn đang phát triển và bạn đã tìm ra một khía cạnh mới của bản thân mình. Và có thể, những khía cạnh này còn sẽ xuất hiện đến khi bạn lìa đời.
con người bên trong bạn đang muốn nói gì. Đây là cuộc khủng hoảng của tâm lý, vì thế câu trả lời sẽ không nằm bên ngoài thế giới mà nằm ngay trong chính con người bên trong của bạn. Con người bên trong của bạn đang muốn nói gì? Những dấu hiệu nhỏ bên trong con người bạn như sở thích, sự bài xích, tình yêu, sự tức giận, những đánh giá về kỷ niệm trong quá khứ, bạn hay để mắt đến chúng. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ không hiểu được tại sao bạn lại sinh ra những cảm xúc đó. Việc đặt những câu hỏi mang đầy tính tò mò, khám phá ấy đối với bản thân, bạn sẽ nhận ra mình cũng mất kha khá thời gian để có thể hiểu được rõ chính mình, như cách bạn cố gắng tìm hiểu bạn bè, người yêu, đồng nghiệp. Đáp án của những câu hỏi đầy tính thử thách đó chính là góc nhìn, quan điểm của bạn đối với những hành động xung quanh. Sẽ có một số câu hỏi bạn chưa thể trả lời ngay, nhưng hãy nhớ rằng đáp án của bạn sẽ thay đổi theo thời gian và bạn sẽ thấy mình và cuộc sống xung quanh thay đổi nhiều như thế nào. Quan sát môi trường xung quanh bạn. Con người là động vật quần cư. Mỗi chúng ta đều sinh sống trong một cộng đồng nào đó và phát sinh ra nhiều mối quan hệ khác nhau. Có thể là bạn bè, gia đình, yêu đương, đồng nghiệp, đến với nhau dựa trên nhiều yếu tố: huyết thống, niềm đam mê, sở thích hay công việc. Bạn có vai trò gì trong môi trường xung quanh bạn? Ở cạnh những mối quan hệ như thế nào sẽ khiến bạn thoải mái nhất? Và ngược lại, đâu sẽ là nơi bạn mất nhiều năng lượng nhất? Và đừng quên quan sát họ đánh giá như thế nào về bạn. Hãy tiếp nhận tất cả, cho dù là điều tiêu cực nhất. Có thể đó chính là mảnh ghép mà bạn đã lãng quên hoặc lờ đi không chấp nhận. Nhiệm vụ của bạn chính là thu lại tất cả các kết quả, tổng hợp chúng trở thành một hệ thống. Đó chính là vai trò của bạn trong xã hội. Hệ thống này sẽ trả lời cho bạn các câu hỏi mà bạn đang suy nghĩ bấy lâu nay. Mình có thực sự cần công việc này hay không? Mình làm công việc này có mục đích gì? Từ đó giúp bạn có phương hướng hành động, mà ở đó bên trong và bên ngoài bạn hòa làm một. Tạo cho bản thân một ID của riêng mình. Câu trả lời của mọi vấn đề luôn nằm trong chính con người của bạn. Chỉ có bạn mới nắm trong tay chiếc chìa khóa quyết định của cuộc đời bạn. Đừng sợ, hãy tạo cho bản thân mình một ID riêng biệt. Với chiếc ID này, bạn có thể trở thành người bạn muốn trở thành, sống cuộc đời bạn ao ước và hành động dựa trên sự cam kết và khám phá cao. Mong là qua bài viết này, các bạn sẽ có một cái nhìn khác hơn về Gen Z. Chúng mình không chỉ là một thế hệ tràn đầy năng lượng mà cũng có những khó khăn riêng cần được chia sẻ. Mong là các bạn thích bài viết này và thích giọng đọc của Nam. Nếu các bạn muốn ủng hộ Spy Room thì đừng ngại ngần gì mà không bấm nút like, share video, subscribe cho chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!